Mặc kệ chỉ trích, Lương Bằng Quang vẫn vô tư khoe ảnh sau 24 giờ đập đi xây lại. Nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng khi trong mọi lúc anh đều có thể ghi lại diện mạo của mình một cách rất chi tiết. Dù không thể cử động hay nói chuyện như bình thường, nhưng anh vẫn không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa qua, Lương Bằng Quang gây bất ngờ cho khán giả khi tuyên bố mình sẽ thay đổi diện mạo từng gắn bó với anh suốt 37 năm qua. Không giấu giếm chuyện mình sẽ giao kéo, mà ngay từ đầu, nam nhạc sĩ đã chủ động chia sẻ từng bước, từng việc gặp bác sĩ tư vấn đến thời gian tiến hành việc đập mặt. Nói về quyết định của mình, anh thổ lộ, mặc dù đã 37 tuổi không còn đi hát cũng như không cần dùng cái đẹp để kiếm tiền nữa, nhưng vì Lương Bằng Quang nghĩ rằng cuộc sống quá ngắn ngủi nên Quang muốn sống những giây phút trọn vẹn. Hiện tại công nghệ đã tiên tiến, hơn nữa Quang cũng có thể lo cho cuộc sống của mình một cách đầy đủ, nên Quang đã có suy nghĩ đến việc này, nhưng cần phải suy nghĩ thêm vài hôm nữa. Bên cạnh đó, anh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tự mình quay lại hết các khoảnh khắc tiến hành các công đoạn giao kéo. Cụ thể, Lương Bằng Quang đã cắt mí mắt, sửa mũi và làm lại phần câm. Lương Bằng Quang không thể cử động nhiều và cũng chẳng nói chuyện như bình thường được. Tuy nhiên, anh vẫn quay lại hết tất cả các chi tiết trong quá trình mình thực hiện công cuộc trùng tu nhan sắc. Thậm chí, anh không ngại đưa máy quay vào cận gương mặt mình để chia sẻ về cảm giác của mình sau khi giao kéo xong các bộ phận, dù những hình ảnh này rất dễ gây tranh cãi với công chúng. Và đây là gương mặt của anh sau 24 giờ thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ. Anh đã tháo hết các dụng cụ định hình, nhưng những phần xương thì vẫn chưa thể giảm đi nhiều. Có thể thấy phần mắt của anh đã miếng rõ và sâu hơn, không còn sụp như trước đây. Mũi thì cao và thon hơn, phần cằm cũng thon gọn hơn. Đã có rất nhiều người thắc mắc vì sao đến tận 37 năm thì đến hiện tại anh mới quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Phải chăng cô bạn gái nghiện giao kéo đã làm tinh thần anh ảnh hưởng? Đồng thời công chúng cũng nôn nao để đón xem diện mạo mới hoàn toàn của anh trong những ngày tới sẽ như thế nào.